Ngày 20 tháng 11, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự PC45, công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã tìm thấy tài xế taxi Lê Hồng Quân, 31 tuổi, ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, người mất tích bí ẩn sau khi chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình. Trước đó, ngày 14 tháng 11, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện tại khu vực thôn Miễu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình có chiếc xe taxi mang biển số Hà Nội bị bỏ lại bên đường, cửa xe khóa. Vào cuộc điều tra, công an xác định được chiếc xe trên do anh Lê Hồng Quân điều khiển. Một ngày trước đó, anh Quân chở khách từ Hà Nội về Ninh Bình. Tuy nhiên, sau đó anh Quân mất tích bí ẩn. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra phát hiện trên xe taxi có nhiều vết máu, cùng một chiếc kính râm bị vỡ vụn. Camera gần hiện trường phát hiện xe của anh Quân cũng ghi nhận hình ảnh. Khoảng 12 giờ 5 phút ngày 13 tháng 11, xuất hiện một đối tượng nghi vấn đi bộ mặc quần áo tối màu, mang một khẩu trang và đeo một ba lô tối màu tại khu vực phát hiện xe ô tô của anh Quân. Căn cứ xác minh ban đầu, cơ quan điều tra nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, cướp tài sản. Ngay sau đó, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ nội dung vụ án. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác minh cho thấy, nạn nhân không mâu thuẫn với ai. Hình ảnh đối tượng nghi vấn camera của người dân ghi lại có đặc điểm rất giống tài xế Lê Hồng Quân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, việc anh Quân mất tích không phải là vụ giết người, cướp tài sản vụ án và chuyển hướng điều tra. Qua phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Công an Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương và Hà Nam, sau 7 ngày điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã lần ra tung tích Lê Hồng Quân ở thành phố Cần Thơ. Lập tức, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã lên đường vào miền Nam tìm anh Quân. Tuy nhiên, sau đó anh Quân đã di chuyển lên Bình Dương. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 11, Công an tỉnh Ninh Bình đã tìm thấy Quân ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và mời về Ninh Bình làm việc. Anh Quân sắp về tới Ninh Bình, một cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nói với phóng viên tối ngày 20 tháng 10. Bước đầu, anh Quân khai nhận, do muốn tìm cuộc sống mới, ngày 13 tháng 11, anh Quân lái xe taxi về bỏ ở Ninh Bình. Sau đó, anh Quân tự dùng dao lam rạch tay để máu rơi ra ghế lái, mặt táp lô, sàn xe rồi bẻ kính đeo mắt và tháo sim điện thoại di động vứt trong xe nhằm mục đích tạo hiện trường giả để gia đình không tìm được mình và gây khó khăn cho công tác tìm kiếm của cơ quan chức năng. Hiện anh Quân đang bị tạm giữ để thu thập chứng cứ về vụ việc trên, có khả năng anh sẽ phải chịu phạt hành chính và đền bù thiệt hại với hãng taxi vì hành vi vứt bỏ tài sản. Trên đây là những tin chính về vụ án taxi mất tích. Các bạn nghĩ sao về hành vi này? Xin để lại comment về ý kiến của bạn và subscribe ủng hộ kênh YouTube của mình để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin cảm ơn.